chấn động. Giới tiên tri hé lộ bí mật về tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch, được thần tài hộ giá, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, đổi đời giàu như vũ bão. Quý vị thân mến, tất cả chúng ta bất kể là ai đi chăng nữa, cũng mong mình và người thân sẽ được số mệnh hậu ái, giàu sang hạnh phúc và an bình là ba thứ mà ai cũng truy cầu, theo đuổi trong cuộc đời này. Thế nhưng tạo hóa sinh ra lại hay thử thách con người, mỗi người sinh ra đều được xếp vào một cung mệnh khác nhau, ngày tháng năm sinh khác nhau, sao hạn khác nhau, nên bát tự vận mệnh cũng sẽ khác nhau. Khi thời vận không thông thì mọi mong cầu đều như muối bỏ bể. Theo luận giải tử vi số mệnh cuộc đời, thì trong số 12 con giáp, mệnh chủ tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 chính là con giáp có vận số biến động lớn nhất, khôn lường ứng với hai chữ số kiếp. Nếu xét theo vận trình cả đời, thì vận mệnh của tuổi này vào thời trẻ rối như tơ vò. Sự nghiệp sắp về đích thì bị tắc nghẽn, công danh tối tăm, tiền bạc như nằm trên đống lửa, sức khỏe bất ổn, gia đạo cũng nhiều điểm báo xấu. Nhưng thầy tử vi cũng dự báo vận trình của mệnh chủ có những điểm sáng bất ngờ, do được thần Phật phù trợ, là con người lương thiện, nhân hậu, sống tích phúc tích đức, giờ là lúc được hưởng thành quả. Đặc biệt là trong tháng Tết âm lịch tới đây, vận trình của mệnh chủ sẽ như cá gặp nước, phất lên như diều gặp gió, tiền bạc ùn ùn kéo về, trả sạch nợ nần, đổi vận giàu sang, ăn Tết to nhất làng. Vậy vận trình tử vi chi tiết của anh chị tuổi Mậu Ngọ sinh 1978 trong tháng Tết âm lịch sẽ diễn ra như thế nào? Cơ may nào sẽ đến với mệnh chủ trong thời gian tới? Tất cả sẽ được Minh Đường tử vi giải đáp chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời quý anh chị cùng theo dõi và chiêm nghiệm. Quý vị thân mến, con người ta khi càng lớn tuổi thì những ham muốn trong cuộc sống càng nên ít đi. Suốt nhiều năm nỗ lực cố gắng chạy theo những giá trị khác nhau, tuổi trung niên là thời điểm bạn nên sống tối giản, nghĩ ít hơn, bớt đi các ham muốn, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, tích cực chính là điều người ở trung niên nên làm. Đặc biệt, những người trên 60 tuổi càng nên cố gắng thực hiện 6 không dưới đây. 1. Không theo đuổi của cải vật chất. Càng có tuổi chúng ta càng nên quan tâm tới đời sống tinh thần, sức khỏe chứ không phải của cải vật chất. Chúng ta đã nỗ lực suốt những năm tháng tuổi trẻ, nên đã đến lúc nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống bình yên. Không chạy theo đồng tiền là cách đảm bảo sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của bạn. Khi nghĩ về vật chất quá nhiều, bạn sẽ trải qua rất nhiều cảm xúc như lo lắng, bất an, căng thẳng, thất vọng. Vì thế sức khỏe của bạn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Thay vào đó, hãy kiếm tiền vừa đủ, dành thời gian cho gia đình và bản thân. Đây mới là cuộc sống đáng mơ ước của nhiều người. 2. Không lạm dụng thể lực và năng lượng. Nhiều người dù đã có tuổi vẫn lao động quá sức dẫn đến sức khỏe suy giảm, gây ra không ít bệnh tật. Duy trì cường độ làm việc vừa phải, có thời lượng vận động và nghỉ ngơi thích hợp, đặt trạng thái cân bằng giữa thể chất và tinh thần là lời khuyên dành cho bạn. Người có sức khỏe tốt cần trân trọng điều đó. Người hay ngã bệnh phải bồi bổ sức khỏe, tránh làm việc tới mức kiệt sức. Có như vậy, sức khỏe và tuổi thọ của bạn mới được đảm bảo. 3. Không sa lầy vào lo lắng và muộn phiền quá mức. Cách nhanh nhất để hủy hoại sức khỏe của bản thân là những suy nghĩ độc hại. Con người cần sống tích cực để tinh thần đạt trạng thái ổn định và cơ thể luôn khỏe khoắn. Những lo lắng, suy tư muộn phiền và suy nghĩ tiêu cực dễ khiến bạn trở nên suy sụp, mệt mỏi. Tình trạng này kéo dài sẽ không có lợi chút nào. Vì thế, người ở tuổi trung niên cần biết cách buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, những lo toan không đáng có. Điều này sẽ giúp tâm trí thanh thản, sống thoải mái hơn. 4. Không cần cố gắng mở rộng mối quan hệ xã hội. Sau nhiều năm sống và làm việc, chắc chắn ở tuổi trung niên xế chiều chúng ta đều biết rõ bản chất con người xung quanh. Vì thế, khi đã có tuổi bạn không nhất thiết phải mở rộng mối quan hệ xã hội, cố thân thiết với ai đó, cố kết giao với người khác. Nếu họ là người xấu xa bạn sẽ tự rước sự mệt mỏi và thất vọng vào mình. Thay vì thế, chất lượng các mối quan hệ mình đang có mới là điều cần thiết. Bạn hãy giao tiếp, gặp gỡ những người cùng chí hướng, đối xử thật lòng với mình và giữ gìn mối quan hệ ấy thật bền chặt. 5. Không quá để ý đến đánh giá của người khác. Trong cuộc sống không thiếu những lời bàn tán khiếm nhã về bạn. Nếu như bạn cứ quan tâm tới tất cả những lời này, chắc chắn rất khó sống vui vẻ. Hãy nhớ rằng cuộc đời do bạn làm chủ, sống ra sao cũng do bạn quyết định. Hãy sống theo cách của riêng mình, miễn là không phải hổ thẹn với bản thân. Ở tuổi trung niên, bạn nên kiên định với ý kiến suy nghĩ của mình. Mỗi người chúng ta đều cần tự tin để trở thành những người có giá trị, biết yêu thương và tôn trọng chính mình. 6. Không bỏ bê chính mình. Mỗi người đều có những áp lực và khó khăn trong cuộc sống, nhưng cách chúng ta đối mặt với nó mới là thứ đáng nói. Dù cuộc sống có biến chuyển ra sao,
bạn cũng không được bỏ bê chính mình. Hãy chọn sống một cuộc đời yên bình, duy trì sức khỏe ổn định, tinh thần minh mẫn và trải qua những điều thú vị nhất trong cuộc đời. Đừng lãng phí thời gian vào những việc vô ích. Hãy biết yêu thương mình quý vị nhé. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Người tuổi Ngọ thích những sự thay đổi, mạo hiểm, khao thoát khỏi vùng an toàn, khám phá cuộc sống mới mẻ và ở nhiều phương diện hơn là một cuộc sống bình ổn, an toàn. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Bạn không cần phải lo lắng tính cách người tuổi Ngọ ra sao, bởi người tuổi Ngọ có nhiều tính cách rất đáng quý, thường năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận tốt nhiều công việc, nhiều vai trò khác nhau, giống như một chú ngựa căng tràn nhựa sống chạy trên thảo nguyên rộng lớn mà không biết mệt mỏi. Tuổi này linh hoạt, chịu thương chịu khó, biết làm ra tiền, ưa thích sự xê dịch, là một con giáp thuộc hệ du mục, cho nên tính cách người tuổi Ngọ không hợp với sự cứng nhắc giữa các quy tắc, quy định, thời gian biểu đã lên lịch sẵn hay những áp đặt từ người khác lên cuộc đời họ. Mặc dù tuổi này không có tính phô trương, khoe khoang, nhưng có nhu cầu thể hiện bản thân và thường tỏ ra là mình biết, mình khôn, mình giỏi một phần nào đó. Đồng thời, tính thiếu kiên nhẫn cũng là một điểm khiến cho tuổi Ngựa ít chú tâm đến nhu cầu của người khác. Tuổi Ngọ có tính độc lập, tự do, không ràng buộc rất cao, luôn là người chủ động trong mọi tình huống và không hay quan tâm ý kiến của người khác. Tính cách một thân, một ngựa này tạo nên nhiều khoảng cách với người khác, nhưng cũng làm cho tuổi này mạnh mẽ hơn và dễ thành công hơn. Cũng không nên quá lo lắng rằng tính cách của tuổi Ngựa quá mạnh mẽ mà không giỏi tạo dựng các mối quan hệ. Sự thật thì người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Mặt khác, họ có bộ óc thẩm mỹ phối đồ tuyệt vời, dù không chạy theo trào lưu nhưng vẫn sành điệu. Tuổi Ngựa không có khuynh hướng nhìn xa một sự việc, nhưng lại rất nhạy bén biết điều gì là cần làm và làm sao để đạt được kết quả như ý muốn. Đồng thời, khi làm việc họ thường nghe theo trực giác và cảm nhận nhiều hơn, nên khi nhận ra có điều gì đó không phù hợp thì họ sẽ đi theo một nguồn gió mới. Tuổi Ngọ là tuổi có rất nhiều ưu điểm lý tưởng trong bảng 12 con giáp. Hãy tham khảo về ưu điểm để biết tính cách người tuổi Ngọ ra sao ngay sau đây. Nhanh nhẹn và linh hoạt, đây là tính cách tiêu biểu của người tuổi Ngọ. Họ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh, do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết, tiểu tiết xung quanh. Họ yêu luyện tập cả thể chất lẫn tinh thần và để thỏa mãn bản tính thất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành, nhưng linh hoạt điều chỉnh sao cho phù hợp với cuộc sống của mình. Tuổi Ngọ đa tài, hãy cứ thử giao cho người tuổi Ngọ một thử thách mới nào xem, họ sẽ làm bạn ngạc nhiên đấy. Người tuổi này phù hợp với hầu hết mọi công việc, cộng thêm tính cách siêng năng và có một cái nhìn sáng tạo, cho nên sẽ tạo ra những kết quả công việc bất ngờ. Người tuổi Ngọ giỏi giao tiếp, tuy rất kiêu hãnh và tự lập, tính cách người tuổi Ngọ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn, khuyên nhủ. Nhờ tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng mà người tuổi Ngọ kết giao được rất nhiều bạn bè, thuận lợi trong các công việc cần tiếp xúc với nhiều người. Độc lập, yêu tự do, ưa khám phá, chắc chắn rồi. Người sinh năm Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta nghĩ rằng ngựa sinh ra để chinh phục những thảo nguyên rộng lớn và chu du thiên hạ. Vì vậy, xê dịch là đam mê hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tử thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoại. Người tuổi Ngọ luôn lên kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo và không hoạt động sẽ khiến họ buồn chân, bứt rứt. Tính cách người tuổi Ngọ coi trọng chữ tín. Tuổi Ngọ luôn là người tiên phong trong mọi nhiệm vụ, bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp. Với cương vị một người tiên phong, họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng, vận khí của người tuổi Mậu Ngọ trong tháng đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024 khá lý tưởng, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, tin vui tới tấp, có quý nhân tam hợp nâng đỡ. Quý nhân vận của những chú ngựa trong tháng rất vượng, làm việc gì cũng có người trợ giúp, chỉ dẫn tận tình, tìm được bước ngoặt trong tình thế nguy cấp. Nếu nhân lúc này, mệnh chủ có thể chớp thời cơ thể hiện năng lực, phát huy thế mạnh, cũng như tầm ảnh hưởng của bản thân trong tập thể, chắc chắn những mục tiêu bạn đặt ra từ lâu sẽ sớm thành hiện thực, lại được mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho đường thăng tiến. Địa chi bán hợp rất thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, buôn bán, do đó, mệnh chủ có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh hùn vốn chung với đối tác lâu năm,
vốn có sẵn sự tin cậy và song phương đều hiểu rõ cách thức làm việc với nhau. Nhờ vậy, tài vận trong tháng rất đáng hứa hẹn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng họa hao tài trong tháng riêng, bởi đây là tháng bạn sẽ phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các công việc đầu năm của gia đình. Về tình cảm, tháng này đào hoa khoe sắc rất có lợi cho đường tình duyên của người độc thân. Tình cảm thăng hoa, bạn có thể gặp gỡ đối tượng ưng ý, thậm chí còn xuất hiện cả tình yêu sét đánh, điều mà bấy lâu bạn chưa từng nghĩ tới. Các cặp vợ chồng đã chịu mở lòng, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có người còn đón tin vui về con cái hoặc trong nhà có hỷ sự. Sức khỏe về cơ bản không có vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn vẫn chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã thương tật tay chân hoặc gặp tai nạn bất ngờ do bạch hổ hung tinh gây ra. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 tuổi Mậu Ngọ âm lịch về sự nghiệp, cục diện tam hợp xuất hiện hứa hẹn vận trình công danh của người tuổi này rất thuận lợi, gặt hái thành quả tốt đẹp, quý nhân vận khá vượng. Những chú ngựa có thể yên tâm tận hưởng một tháng đầu năm làm gì cũng thông thuận, luôn có người bên cạnh đỡ đần, chỉ dẫn đường đi nước bước, dù đương đầu với khó khăn cũng sớm tìm được lối thoát. Lại thêm chính quan tương trợ, đường quan lộ của mệnh chủ đang rất rộng mở, bạn làm việc đến nơi đến chốn, có trách nhiệm với mọi việc nên được đồng nghiệp xung quanh tín nhiệm, cấp trên hài lòng. Nếu nhân lúc này mệnh chủ có thể chớp thời cơ thể hiện năng lực, phát huy thế mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của bản thân trong tập thể, chắc chắn những mục tiêu bạn đặt ra từ lâu sẽ sớm thành hiện thực, lại được mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho đường thăng tiến. Hơn nữa, mùa xuân là thời điểm dương khí thịnh, khí thế bừng bừng, thích hợp động hơn tĩnh, do đó, mệnh chủ có thể cân nhắc triển khai các dự án, kế hoạch mới mang tính dài lâu ngày ở thời gian cát khí lan tràn này, cũng rất thích hợp, tỷ lệ thành công khá cao. Trong quá trình thực hiện đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi những chông gai, sóng gió, trợ lực luật pháp, song đó đều là những chướng ngại vật cần có trên chặng đường thành công để thử thách và tôi luyện bạn. Người luôn nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ là người nếm được quả ngọt, càng xông xáo chủ động, không quản ngại khó khăn hay vất vả, thì những chú ngựa càng dễ gặt hái thành quả ngọt ngào. Còn nếu cứ sợ bóng, sợ gió, chấp nhận an phận, không dám bứt phá thì bạn chỉ mãi dậm chân tại chỗ, có một cuộc sống thường thường bậc trung mà thôi. Về phương diện tài lộc, tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi năm 2024 âm lịch nhận thấy, cùng với công việc thuận lợi, đường tài lộc của người tuổi Mậu Ngọ cũng khởi sắc trông thấy. Chính tài trong tháng khá vượng, là điềm báo thu nhập nhanh chóng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh, thì đây là một tháng đầu năm khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Địa chi lâm bán hợp rất thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, buôn bán, ký kết. Do đó, mệnh chủ có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh hùn vốn chung với đối tác lâu năm. Vốn có sẵn sự tin cậy và song phương đều hiểu rõ cách thức làm việc với nhau ngay trong tháng này. Tỷ lệ hợp tác thành công không hề thấp chút nào. Tài vận trong tháng rất đáng hứa hẹn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng họa hao tài trong tháng đầu năm mới, bởi đây là tháng bạn sẽ phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các công việc đầu năm của gia đình như lễ hội, dỗ chạp, cưới xin. Càng sớm học được cách quản lý tài chính tốt, bạn càng sớm làm giàu cho chính bản thân mình, bởi đó vừa là tiết kiệm cho tương lai, vừa là đầu tư khôn ngoan để tiền đẻ ra tiền. Vốn dĩ cơ hội phát tài thường không có quá nhiều, đừng tự tay khiến tài khí hao tổn. Theo phong thủy phi tinh, trong tháng này sao bát bạch chủ tài lộc cư ngụ ở phương đông bắc. Tại vị trí này, bạn không nên để đồ đạc rác thải bừa bãi, bẩn thỉu kẻo tài lộc hao tán. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp xét về phương diện tình cảm, dần ngọ bán hợp, lại thêm nguyệt lệnh lâm mộc dục là điểm báo đào hoa khởi vượng. Đường tình duyên của tuổi Mậu Ngọ càng ngày càng rực rỡ, điều này đặc biệt tốt cho những người độc thân. Vận trình tình cảm thăng hoa, dù chưa có người thương thì mệnh chủ cũng sẽ nhanh chóng tìm được đối tượng ưng ý, thậm chí còn xuất hiện cả tình yêu sét đánh, điều mà bấy lâu bạn chưa từng nghĩ tới. Các cặp vợ chồng đã chịu mở lòng, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có người còn đón tin vui về con cái, hoặc trong nhà có hỷ sự, song người cầm tinh con ngựa cũng cần đề phòng bởi đào hoa quá vượng, có thể biến thành đào hoa dữ, hủy hoại tình cảm lứa đôi trong phút chốc bởi sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Các cặp đôi cần phải tự biết cách tạo cảm giác an toàn cho đối phương,
tự giữ khoảng cách phù hợp và hạn chế bớt các mối quan hệ xã giao với người khác phái để tránh những hiểu lầm phiền phức và rắc rối. Về phương diện sức khỏe, tuổi Mậu Ngọ sinh 1978, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Trong tháng Bính Dần năm Giáp Thìn 2024, nhìn chung thể chất của người tuổi Mậu Ngọ khá ổn định, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, Bạch Hổ hung tinh mang tới điểm báo thương tật, tai nạn do tác động bên ngoài cho những chú ngựa. Hung thần này nhắc nhở mệnh chủ làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Đi đứng cẩn thận, tránh bị té ngã hoặc gặp tai nạn xe cộ bất ngờ, nguy hiểm tính mạng. Đặc biệt, bạn nên tránh lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, hạn chế đi sớm về khuya, hay lui tới những nơi hoang vắng khi chỉ có một mình hay ít người. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đừng ham hố công việc tới mức quên ăn, quên ngủ, khiến sức đề kháng giảm sút, tạo điều kiện tốt cho bệnh tật hoành hoành. Tháng này, nhị hắc chủ bệnh tật ốm đau bay về cung Tây Nam, hung tính phát tác mạnh, có thể gây hại cho sức khỏe của bạn và người thân trong gia đình. Do đó, khu vực này trong nhà cần chú ý sắp xếp, bài trí đồ đạc gọn gàng, di chuyển các đồ vật kích thước lớn hoặc có chứa từ trường nhiễu loạn như tivi, tủ lạnh để hạn chế hung tính của nhị hắc. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần tháng Tết âm lịch của người tuổi Mậu Ngọ sinh 1978. Xem tử vi tuần 1, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, trong tuần đầu tiên của tháng Tết âm lịch, con giáp tuổi Mậu Ngọ may mắn có thiên đức cát tinh nâng đỡ. Thời gian qua bạn đã vất vả nhiều rồi, đây là lúc bạn được bù đắp lại đó. Về chuyện công việc, hãy ưu tiên cải thiện phương pháp để tăng năng suất làm việc của mình. Mậu Ngọ là người có năng lực, lại điềm tĩnh nên cứ cố gắng là sẽ được ơn trên phù hộ. Kinh doanh buôn bán thì có khách túc tắc đều đều. Giữa thời buổi khó khăn này hãy giữ sự lương thiện, chính trực thì bạn sẽ không phải sợ mất lộc. Đường tiền bạc sẽ tốt đẹp lên, người làm kinh doanh buôn bán sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền làm giàu hơn cả nhờ chính tài và thực thần. Tuần này chắc chắn sẽ có lộc ăn uống, tiệc tùng, quà cáp đến với Bính Ngọ. Hãy đón nhận mọi lộc lá lớn nhỏ bằng tinh thần thoải mái nhất nhé. Gia đình hòa thuận, êm ấm, giúp bạn cảm thấy an tâm và luôn vui vẻ. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế tham công tiếc việc để dành thêm thời gian quan tâm, trò chuyện với người thân nhiều hơn, giúp tình cảm giữa các thành viên thêm phần gắn kết. Xem tử vi tuần 2, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Mậu Ngọ có một tuần khá may mắn với nhiều điềm báo tốt lành. Công việc càng về cuối tuần lại càng tốt đẹp, mọi chuyện suôn sẻ khiến bạn phần nào đỡ lo lắng. Chính ấn soi đường, hãy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa. Đây là khoảng thời gian để bạn thể hiện năng lực bản thân và trở nên nổi bật, chuẩn bị sẵn sàng cho cơ hội thăng tiến trong tương lai. Tài lộc của mệnh chủ được thực thần che chở nên khá ổn định, không có nhiều bất trắc. Tuy nhiên không nên liều lĩnh, bốc đồng, chuyên tâm vào công việc của mình để phát triển bền vững thì hơn. Chuyện tình cảm của bạn đang phát triển rất tốt đẹp, tình cảm được bồi đắp dần theo năm tháng bao giờ cũng bền chắc hơn những gì đến quá nhanh. Tình yêu là cảm xúc, đừng để cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi còn trẻ, chúng ta thường mong muốn tình yêu nồng nàn cháy bỏng, như ánh nắng mặt trời chói chang rực rỡ. Như năm tháng qua đi, những gì chúng ta cần chỉ là ánh trăng dịu dàng mà vẫn đủ sáng trong, chỉ lối soi đường cho ta giữa đêm tối mịt mù. Xem tử vi tuần 3, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần 3 của người tuổi Mậu Ngọ nhận thấy, con giáp này gặp nhiều may mắn hơn bình thường, đường tài lộc sáng rõ, cả thiên tài và thực thần đều hỗ trợ, hứa hẹn một tuần bội thu với người làm kinh doanh. Các thần này sẽ giúp cho mệnh chủ gặp được quý nhân, công việc làm ăn càng ngày càng suôn sẻ và thuận lợi. Vận trình sự nghiệp có phần tăng tiến rất tích cực, người tuổi Mậu Ngọ được chính ấn nâng đỡ, có lẽ khoảng thời gian tới bạn sẽ khá vất vả, nhưng bù lại thì cơ hội thăng quan tiến chức khá lớn. Thêm nữa, con giáp này cần phải chú ý đề phòng những rắc rối mà kẻ tiểu nhân thiên quan mang tới, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Vận trình tài lộc đầu tuần là lúc mà cát khí lên đến đỉnh điểm, chuyện làm ăn buôn bán của người làm kinh doanh cực kỳ thuận lợi. Nếu bạn có ý định ký kết hợp đồng hay mở rộng quy mô kinh doanh, thì đây chính là thời điểm rất tốt. Các khí sẽ giúp cho khả năng thành công của tuổi Mậu Ngọ tăng lên gấp bội, người làm văn phòng có thêm nhiều nguồn thu nhập khác, ngoài thu nhập chính. Đường tình duyên khá bình ổn, hai người vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, quan tâm và chăm sóc cho nhau, song dường như còn thiếu chút lửa tình mãnh liệt để hai người yêu đương nồng nàn. Nếu có thể tạo cho đối phương thêm nhiều điều bất ngờ, để đẩy nhanh mối quan hệ tăng tiến thì bạn đừng chần chừ nữa nhé. Xem tử vi tuần, tháng Tết năm 2024 âm lịch.
Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, trong tuần cuối cùng của tháng Tết âm lịch, người tuổi Mậu Ngọ đón cát khí lan tràn, nhờ đó mà gặt được không ít may mắn, đường công danh có quý nhân nâng đỡ, lại thêm ấn quan hợp sức mà giúp cho con giáp này đạt được những gì mình muốn. Nhưng con giáp này cũng đừng mừng vui quá vội, bởi ngũ quỷ tinh vẫn đang rình rập, nếu không cẩn thận sẽ bị tiểu nhân bày mưu tính kế mà cướp đoạt công lao. Vận trình công danh sự nghiệp cũng do đó mà thăng trầm bất định, đường tài lộc cực kỳ rực rỡ. Tuổi Mậu Ngọ được thực thần mang đến cho mình những cơ hội kiếm tiền hiếm có, thế nên con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Đường tình duyên cũng khá ổn định, các cặp đôi đã thấu hiểu rõ tâm tính của nhau, không có hiểu lầm gì ngáng trở giữa hai người, những chuyện đã qua lùi sâu vào quá khứ, chỉ còn tương lai tươi sáng phía trước. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, nhưng ai cũng mong mình sẽ có những ngày cát lành tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn. Để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt hỷ, bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn. Để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốt hỷ, bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặn vinh sương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc. Hành sự công việc trong ngày này ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, trăm bệnh đều từ tức khí mà sinh ra. Vì thế, muốn kéo dài cuộc sống, ngay từ hôm nay, cần phải tiết chế cơn nóng giận, thay đổi quan niệm sống, cải biến tập quán sinh hoạt không tốt, tu thân dưỡng tính. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện cuộc sống về sự tức giận. Có một vị phu nhân thường vì những chuyện vặt vãnh mà sinh nóng giận. Có một ngày bà đi tìm một vị cao tăng thỉnh giáo. Cao tăng nghe xong, liền dẫn bà đến một gian thiền phòng, khóa cửa lại rồi rời đi. Vị phu nhân tức giận chửi mắng ầm ĩ một hồi, cao tăng cũng không để ý tới. Rồi bà lại bắt đầu cầu khẩn, cao tăng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Vị phu nhân cuối cùng đành phải im lặng. Cao tăng ở bên ngoài cửa hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, tôi chỉ tức giận chính mình, sao lại đến cái nơi quỷ quái này để chịu tội khổ không biết. Cao tăng phẩy tay áo rời đi, nói vọng vào, người mà ngay cả chính mình cũng không chịu tha thứ thì làm sao tâm có thể phẳng lặng như mặt nước được đây.
Một lát sau, Cao Tăng lại hỏi, bà còn tức giận không? Vị phu nhân nói, hết rồi, tức giận để làm gì cơ chứ? Tức giận cũng có làm gì được đâu. Cao Tăng lại rời đi. Lúc Cao Tăng trở lại lần thứ ba, vị phu nhân nói với ông, tôi hết tức giận rồi, bởi vì không gì đáng để tức giận. Cao Tăng cười nói, bà còn biết nó có đáng hay không? Xem ra trong nội tâm vẫn còn cái gốc rễ của khí. Một hồi sau, đang lúc Cao Tăng đứng ở trước cửa ngắm trời chiều, vị phu nhân hỏi, đại sư, khí là gì vậy? Cao Tăng đổ nước trà vào trong tay làm rơi vãi khắp đất. Vị phu nhân nhìn thật lâu, chợt tỉnh ngộ, cảm tạ rồi rời đi. Sinh mệnh của chúng ta cũng giống như chén nước trà trong tay vị Cao Tăng kia, chỉ trong giây lát đã hòa vào trong đất, năm tháng ngắn ngủi như thế. Những việc nhỏ nhặt trong đời đâu có đáng giá để chúng ta uổng phí thời gian mà đi tức giận. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta vì những việc nhỏ nhặt mà tức giận, đơn giản là vì tranh giành cao thấp, hơn thua mạnh yếu, nhưng cuối cùng đều không ai chiến thắng cả. Bạn có thể thắng ở việc này, nhưng có thể lại thua ở việc khác. Lúc bạn nhắm mắt từ giã thế gian này, dù có là ai thì cũng đều giống nhau, chỉ là hai bàn tay trắng. Đời người quan trọng nhất là làm được một chút việc gì đó mà bản thân cảm thấy có ý nghĩa, không nên tốn thời gian đi tranh danh đoạt lợi, không nên cứ lại hơn thua vì một câu nói mãi thế. Người có tu dưỡng chân chính sẽ biết nén cơn tức giận này xuống, biết kiểm soát được nóng giận mới có thể khiến sự tình trở nên tốt hơn, mới có thể khỏe mạnh và trường thọ. Nếu để bạn mắc bệnh nhẹ một tuần, bạn sẽ phát hiện tiền tài không còn là quan trọng, chỉ có gia đình và thân thể mới là đáng quý. Nếu để bạn mắc bệnh nặng một tháng, bạn sẽ phát hiện tiền tài đặc biệt không hề quan trọng, thân thể và người nhà mới là trọng yếu. Nếu để bạn mắc bệnh nặng nửa năm, đoán chừng bạn sẽ sẵn lòng buông bỏ hết thảy tiền tài và danh lợi, chỉ có thân thể mới là thứ quan trọng nhất. Đáng tiếc là, thế giới này đại bộ phận mọi người đều như thế, vết sẹo lành rồi lại vội quên đi nỗi đau. Người ta nên bình thản mà sống, khỏe mạnh, hạnh phúc mới là quý giá nhất, là những điều mà chúng ta cần trân quý trong cuộc sống. Người khôn dùng 100 phần tiền để dưỡng sinh, 50 phần tiền mua bảo hiểm, 10 phần tiền khám bệnh, 1 phần tiền cấp cứu. Người ngu ngốc dùng 1 phần tiền để dưỡng sinh, 10 phần tiền uống thuốc, 50 phần tiền khám bệnh, 100 phần tiền cấp cứu. Đại đa số mọi người, lúc 1 đến 2 năm cuối đời sẽ tiêu hết tiền tích góp cả đời, chịu đựng tất cả các loại tác dụng phụ của thuốc Tây, hơn nữa còn bị mổ vài lần rồi mới rời đi. Vậy phải đối phó với bệnh tật như thế nào? Đáp án chính là ở chỗ phòng bị, mà phòng thế nào mới hiệu quả? Câu trả lời đơn giản, bớt tức giận đi thì sẽ sống trường thọ. Hoa do tưới nước quá nhiều mà chết, cá ăn bể bụng mà chết, người vì tức khí mà chết. Bạn kiểm soát được cơn nóng giận được bao nhiêu thì sẽ có thể sống thọ được tới đó. Thường xuyên tự mình tìm người gây hấn, lòng dạ hẹp hòi, thông thường sống được 20 đến 50 tuổi, thường xuyên chịu sự tức giận của người khác, gọi là người hầu, thông thường sống 50 đến 60 tuổi, thường xuyên tự mình tức giận, cũng thường tức giận người khác, gọi là người phàm tục, thông thường sống 60 đến 70 tuổi, thường xuyên để cho người khác tức giận, nhưng chính mình lại không quá tức giận người, gọi là vĩ nhân, thông thường sống khoảng 80 tuổi, bất luận người khác như thế nào, bạn cũng có thể coi như không, gọi là cao nhân, thông thường sống khoảng 90 tuổi, vừa không tức giận người khác, mà chính mình cũng không tức giận, gọi là chân nhân, thông thường có thể sống 100 tuổi hoặc hơn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.